Chào anh em nhé, hôm nay tôi bay sẽ hướng dẫn em cách chọn những cái củ sạc để chúng ta có thể chơi trên cái con Hanjoy K5 này Một cách ổn định nhất và ok nhất thì hôm qua mình có thấy ở trên club của mình Có một số anh em có nói là cái con Hanjoy K5 này chơi nó hay bị kiểu Đang chơi từ đứng chuột, đơ chuột xong rồi không làm được gì cả, ấn di chuyển các thứ trên đây không được Chuột trước các thứ không nhận cái gì, phải rút dây nguồn ra cắm lại thì nó mới nhận đó thì xong rồi anh khách ấy, anh ấy đã khắc phục được bằng cách là thay đổi cái nguồn sạc của nó vào thành một cái nguồn sạc khác thì nó lại chơi một cách ok ngon này không có một cái vấn đề gì cả đấy thế nên là anh em thấy thì cái con cái những cái cục sạc của cái con uh, cấp nguồn cho cái con Hanzo Calam này nó cực kỳ quan trọng luôn thế nên là khi anh em mà mua cái con Hanzo Calam này anh em phải chọn cho mình một cái nguồn sạc nhé một cái cục sạc này cái cục sạc này rất là quan trọng này và cục sạc quan trọng là một phần một phần là cái dây sạc nhé cục sạc ngon rồi nhưng mà dây sạc của anh em đều thì cái nguồn từ cái cục sạc này nó dẫn vào cái con k năm qua cái dây này này nó đều thì nó lại dẫn đến lại nỗi căn k năm thế nên là anh em phải kiếm cho mình nguồn sạc nó phải ok một chút và cái dây sạc nó phải chuẩn một chút nữa thì anh em chơi kể cả ham do k năm hay ham do d 4 nguồn sạc của chúng ta chơi cực kỳ quan trọng luôn anh em mua cái nguồn sạc một hai chục ở trên thị trường Nó rất đều luôn và là nguồn sạc nó kiểu ở một cái thương hiệu nó ninh tinh ấy đấy cả như apple này cả một cái cục sạc nhé cục sạc này là cục sạc ipad này đây cục sạc ipad nguyên 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 siêu mình bóc ra của thằng apple này khi mình chơi con cái con hai k năm ấy nó cái độ ổn định của nó nó khá là kém đấy nói chung là nó chơi thì được thôi nhưng mà thi thoảng ấy chơi thì cũng được cũng ok nhưng mà thi thoảng nó kiểu bị nỗi gì ý. nói chung là mình chơi nó cực kỳ khó chịu khi dùng cái cục sạc này này đấy nếu mà anh em mà chơi con k năm mà dùng cái đang dùng cái cục sạc bằng nguyên siêu của apple này nó chơi ok thì anh em vẫn để chơi nhé còn nếu mà anh em chơi mà nó không ok nó hay kiểu từ trạng đang chơi tầm khoảng nâu à, nâu ấy tự dưng đứng chuột này đứng bàn phím này không ấn được cái gì hoặc là cái bàn phím cứ chạy sang ngang mãi chạy lên trên mãi chạy sang trái mãi chúng ta không làm được một cái gì cả chúng ta phải rút ra cắm lại thì nó mới nhận thì anh em nên đột cho mình cục sạc nha tỷ lệ do cục sạc hoặc do dây sạc của anh em rất là cao nhé đó thì ở đây mình đang có rất là nhiều cục sạc thì con ham ra d 4 ấy thì mình đã chơi trên cái con cục sạc này là cục sạc này bên mình cũng bán nhé có mấy trăm có tầm khoảng trăm nghìn đấy hơn trăm nghìn gì đấy thôi nó cũng khá rẻ nhưng khoảng trăm nghìn thôi mấy chục thôi mình cũng không nhớ giá chính xác lắm anh em nhắn vào zalo cho mình nhé đại giá con này mình không chính xác lắm mình cũng đang dùng cái cục sạc này à. mình chơi trên còn con Ham ra d bốn nhé rất là ok nhé đó còn cái cáp sạc của anh em thì anh em dùng cái cáp taxi chuẩn chuẩn này hoặc là dùng luôn cái cáp taxi của thằng d bốn cũng khá ok nhá đó như cái cục sạc này này em nhớ là phải chọn cho mình cái cục sạc là ok một chút nhé anh em nào không biết thì có thể đặt hàng lên mình nhá đấy của một cái hãng linh tinh của bên trung quốc thôi nhưng mà mình chơi nó cũng khá ok nhập về tết tử chơi khá ok đấy nguồn của nó là 5V 2.1A nhé chơi cũng được ok nhé rồi còn còn nguồn con iPad này thì chơi trên d 4 thì ok này đây con nguồn iPad này chơi trên D4 thì ok nhưng mà chơi trên K5 thì nó lại rất là hay rất là hay nỗi khả năng là mình đoán là cái 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 kiểu cái điện của nó đi vào ít này anh em có thể nhìn thấy nhá cái nguồn của con này nó có mấy V đây 5 5,2V và 2,4A tính ra nó khoảng là mười mấy W thôi anh em ạ chưa được 18W đấy con này tính ra còn chưa được 18W nên là nguồn nó sẽ kém ổn định hơn đấy còn ở đây mình có một cục sạc nữa đây đây cục sạc của thằng Hanjo này cục sạc này thì chơi rất ok rồi bên Hanjo họ kiểu làm luôn họ làm luôn để họ bán đấy cục sạc và cáp sạc luôn đấy thì hiện tại mình đang sử dụng cái bộ này nó hơn 100 trăm nghìn nhưng mà chơi rồi canam rất ổn định nhá anh em nào không còn tiền thì anh em anh em nào mà cục sạc nó không ok ấy, thì anh em nên đầu tư thêm hơn trăm nghìn nữa mua cục sạc này về chơi cho nó ổn nhé đó thì anh em lưu ý nên chọn cho mình những cái cục sạc nó xịn xịn một chút thì chúng ta chơi nó sẽ đỡ bị lỗi hơn đây là cục sạc của thằng Hàn Do nhé mình cũng có giới thiệu ở một hai video ở đấy rồi cục sạc này là đâu thông số đây đây của nó là 5V 3A này, 5 x 3 là 15 anh em nhé À 5 x 3 là 15 này và 9 x 2 là 18 này em chưa? Công suất tối đa của nó là 18W anh em nhé. Đó. Rất ok luôn. Còn công suất bình thường của nó là mình nắm hóa thôi. Nói chung là con này thì mình chơi rất ok, sạc iPad vào đời này, sạc tablet um, 6 cũng đầy pin luôn đó. Nói chung anh em chơi, anh em nên để những cái con kiểu máy tính bảng các thứ của chúng ta đây, đầy pin này, chúng ta chơi cực kỳ ngon luôn. Chúng ta mà chơi đầy pin ấy thì thứ nhất máy nó sẽ đỡ nóng hơn đấy, anh em sạc kiểu đầy 100% pin ấy thì chúng ta sạc nó sẽ kiểu chơi nó sẽ đỡ nóng máy hơn và chơi rất là ok nhé Đó nên là mình hay sạc máy đầy 100% rồi mình bắt đầu mình mới cắm cam và mình chơi. Rất là ngon luôn, không có một chút vấn đề gì cả. Hoặc ở đây mình test trên cả cái một cái con sạc này này, hey, anh em nhìn thấy nhá con sạc và cáp sạc luôn. Đây hai cái con này là chính hãng của Samsung mình đập đập máy Tab S6 ra ấy, đấy, hai cái cục cụ, cục sạc và cái cáp sạc này. Chính hãng của Tab S6 luôn, chơi kỳ bộ sạc này cũng ổn định nhá. Không hiểu sao chơi sạc của Samsung rất ổn định luôn, đây. Rất ổn định luôn. Chúng tôi chơi cái cục này này, mình chơi rất ổn định này. Còn riêng cái thằng Apple này cái cục này mình chơi thi thoảng nó vẫn bị lỗi ấy Đó, thi thoảng đang chơi tầm khoảng chơi một hai trận đầu không sao nhưng mà chơi trong thời gian dài kiểu nguồn của cái con này này mà không cấp đủ cho cái con hai k ấy, nguồn của nó không cấp đủ hay sao chơi nó 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 kiểu dễ nỗi lắm thi thoảng bị đứng chuột xong nó đi sang trái sang phải mã đi lên xuống mã, không bị không 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 dừng được đấy là phải rút nguồn ra cắm lại thì nó mới ok như thế thì anh em kiểu không may trong lúc combat mà chúng ta bị nỗi như thế chơi rất ức chế đúng không chúng ta lại phải rút ra cắm lại đấy chơi rất ức chế luôn chúng ta phải rút ra cắm lại thì nó ý chết bố mất một mạng rồi đợi mất mấy giây nó mới nhận chết bố mất một mạng rồi nên là anh em mà mua cái con hàn Kanam canam ấy anh em mà có những cục sạc như kiểu samsung chính hãng này nguồn của nó là 5V 2A đấy khoảng 10W con này khoảng 10W thì có thể sử dụng con này cũng ok nhé đó nguồn chính hãng nhé cáp chính hãng này nguồn chính hãng nhé không phải nguồn trôi nổi nữa nhé Samsung này nhiều phách lắm đấy anh em cẩn thận nhé đó nhớ là phải chính hãng nhé hàng vớ vẩn là nó sợ là nổi đấy còn đâu nếu mà anh em không biết chọn nguồn nào thì có thể sắm con Hanjoy cũng được nguồn Hanjoy cũng ok này nó cũng là một hãng bên thứ ba thôi nhưng mà nó được thương hiệu của Hanjo thì Hanjo nó sinh ra để cho K5 mà nên là họ test rất là kỹ rồi chưa là sẽ ổn định nhất nhé đó nguồn Hanjo này còn quần con này D4 này. đây D4 thì anh em có thể dùng cục này cũng được Đấy, mình chơi con này cũng khá ok này Đấy, đang sử dụng con này cho D4 này tại vì uh, nguồn uh, cao quá con D4 nó sẽ bị cháy nên là anh em sử dụng nguồn còn khoảng 5V2A thôi khoảng khoảng tầm đó thôi chơi sẽ ok này Đấy, nguồn uh, D4 dùng con này này còn cái con cục này thì ipad thì dùng d 4 được còn dùng k 5 thì như nó không cấp không đủ điện nên là chơi nó sẽ kém ổn định hơn rồi đây là một số những cái chia sẻ của mình về cách để anh em có thể chọn được những cái con nguồn để cấp nguồn cho cái con hanzo k 5 nhé đó thì anh em lưu ý là cái nguồn của cái con hanzo k 5 nó sử chuẩn này tai si tu tai si anh nhé Đấy, chưa hai cổng tai si giống nhau luôn nhé nên là đầu nó sẽ nhỏ hơn và điện áp vào các thứ thì chuẩn tay xi điện các thứ nào nó sẽ cấp nó sẽ tối đa lên đến 100W thì phải cổng tay xi si này mình không biết nữa còn đâu cổng tay A thì điện nó sẽ cấp nó sẽ kém hơn và tay xi nó sẽ gọn gàng hơn anh em thấy chưa dây bọc dù các thứ nói chung là cũng ok anh em có điều gì thì cứ sắm con hàn roi mà dùng trả tội gì có hơn trăm nghìn dùng nó ổn định hơn đúng không anh em mua con K5 tận hơn một triệu cơ mà thì tiếc gì có mấy trăm nghìn mua cái cáp sạc nữa đúng không rồi cảm ơn anh em nhé xin chào anh em bye bye nhé